Hệ ma là một hệ khá hiếm trong Pokemon, mặc dù xuất hiện từ thế hệ đầu tiên, vào thời kỳ đấy chỉ có 3 Pokemon hệ ma, đó là gia đình nhà Gengar. Vậy mà vẫn có hẳn một tứ thiên vương tự xưng là chuyên về hệ này, nhưng mà thật ra thì bà ấy toàn Pokemon độc. Hôm nay vẫn chưa phải là Halloween, nhưng chúng ta vẫn có thể làm một quả video chủ đề cho Spooky October về các Pokemon hệ ma để xem cái hệ này có gì đặc biệt nhé. Cho đến thế hệ thứ 8 thì tổng cộng có 57 Pokemon hệ ma, đã bao gồm cả con Basculion của phần Legend Arceus. Đây là cái hệ có ít Pokemon thứ nhì, chỉ nhiều hơn mỗi hệ băng. Trong đó, thế hệ thứ 7 giới thiệu nhiều Pokemon ma nhất với 11 con, còn thế hệ thứ 2 giới thiệu ít nhất chỉ có 1 con mà thôi. Hệ ma đã có kết hợp với 15 trong số 17 hệ còn lại, trong đó có một số hệ chỉ có một Pokemon như là hệ ma giác đấu, ma tiên, ma bọ, ma điện và ma băng, với hai song hệ chưa xuất hiện là ma thường và ma đá. Các Pokemon của hệ này đa phần đều là linh hồn, với rất nhiều loại nguồn gốc ám chỉ rằng chúng từng là con người sau khi chết trở thành Pokemon, hoặc là các loại đồ vật bị ma nhập và chuyển động được. Có một vài con khác thì có nguồn gốc tinh tế và sâu xa hơn. Nói chung thì đây có lẽ là cái hệ có nhiều lore thú vị nhất. Về mặt công kích, các đòn tấn công của hệ ma có thể gây gấp đôi sát thương lên hệ siêu linh và những con ma khác, trong khi chỉ bị kháng bởi hệ bóng tối và bị miễn nhiễm bởi hệ thường. Bởi vì hầu như không bị kháng cho nên hệ này sẽ là bổ trợ rất tốt cho các hệ khác để tăng phạm vi phủ sóng, đặc biệt là kết hợp tốt với hệ giác đấu, khi đó sẽ không bị kháng bởi bất kỳ Pokemon nào cho đến thời điểm hiện tại, và trong tương lai cũng chỉ có mỗi hệ ma và thường là có thể miễn nhiễm được. Về mặt phòng thủ thì hệ ma miễn nhiễm được với hai hệ là hệ thường và giác đấu, kháng được một nửa sát thương từ hệ bọ và độc, đồng thời phải nhận gấp đôi sát thương từ các đòn tấn công của hệ bóng tối và ma. Hệ ma là một trong hai hệ có thể khắc chế và bị khắc chế bởi chính nó, với hệ còn lại là hệ rồng. Bởi vì có thể miễn nhiễm được với những hai hệ, cho nên các Pokemon của hệ ma rất dễ đào ra sân mà không bị ăn đấm vào mặt, thì đó là một lượt miễn phí. Thậm chí nếu đối thủ cầm Choice Band thì sẽ phải rút về một cách tức tưởi, tặng thêm một lượt miễn phí nữa để anh em có thể set up. Ngoài ra thì có thể block được những chiêu thức hữu dụng như là Rapid Spin, Fake Out và Explosion. Tuy xuất hiện từ hồi Gen 1, nhưng mãi phải đến Gen 4 hệ ma mới có Pokemon huyền thoại đầu tiên, đó là Giratina, một trong những sinh vật đầu tiên được tạo ra bởi vị thần Arceus, tượng trưng cho phản vật chất và cai quản Distortion World. Ngoài ra có Pokemon ánh trăng Lunala, được biết đến với biệt danh là thần thú triệu hồi mặt trăng. Khi Lunala bị Necrozma kiểm soát thì sẽ biến thành Necrozma Dawnwing. Ở lãnh nguyên vương miện vùng Kala có con ma thú Spectrier, từng thống trị tất cả Pokemon trong vùng và phá hoại cuộc sống của người dân, cho đến khi Pokemon đế vương Calyrex thu phục nó. Khi cưỡi Spectrier, Calyrex được gọi là Shadow Rider. Có hai Pokemon huyền ảo của hệ ma, đó là Pokemon thần đèn Hoopa và Pokemon ngụ bóng Machadow. Cho đến Gen 2 thì vẫn chỉ có 4 loài Pokemon hệ ma là gia đình nhà Gengar và thêm con Miss Reverse, nhưng vẫn đủ để làm nguyên một hội quán hệ ma ở thành phố Ecruteak vùng Johto. Trong cái gym này thì cũng chỉ có đúng 4 loại Pokemon đấy luôn. Gym hệ ma tiếp theo nằm ở thành phố Hurtom vùng Sinnoh với thủ lĩnh là Fantina, bậc thầy về biểu diễn Pokemon. Ở vùng thị trấn Stow-on-Sai vùng Gala có gym thay đổi theo phiên bản. Ở bản Shield thì gym của vùng này là chuyên về hệ ma với thủ lĩnh là Alistair. Pokemon hệ ma mạnh nhất vào thời điểm hiện tại theo ý kiến của tôi là cái con mà chúng ta vừa mới nói ở video trước, đó là Calyrex Shadow Rider. Đây là một trong hai dạng cưỡi chiến mã của Pokemon đế vương Calyrex khi cưỡi lên Spectrier. Cái con này nó đang ở mức rất gần để gọi là bất khả chiến bại. Là một Pokemon hệ siêu linh và ma, cùng với hệ thống phòng thủ mong manh thì nó bị đe dọa một hit bởi những hai hệ, đó là ma và bóng tối. Nhưng Calyrex Shadow Rider lại quá nhanh và đánh cũng cực kỳ mạnh, cho nên hiếm có thứ gì có thể sống sót mà phản công sau khi bị dính một chưởng của nó. Chỉ còn hai chiêu thức ưu tiên là Shadow Sneak và Sucker Punch là có thể đánh trước, nhưng hai chiêu này có thể bị dễ dàng ngăn chặn bởi môi trường siêu linh. Bên cạnh chỉ số tấn công đặc biệt rất cao, Calyrex Shadow Rider còn sở hữu chiêu thức tấn công mạnh nhất của hệ ma là Astro Barrage, với sức mạnh lên đến 120 và 100% độ chính xác, có thể tấn công cả hai đối thủ trong đấu đôi, và nếu được hỗ trợ thêm cả Helping Hand thì rất ít đối thủ có thể sống sót. Và mỗi khi nó đánh bại một đối thủ, đặc tính Grimnay của Spectrier lại tăng sức công phá của nó lên một tầng cao mới.
Calyrex Shadow Rider thật sự có rất là ít đối thủ. Chỉ có những Pokemon rất trâu thuộc hệ bóng tối mới có thể kháng được cả hai cái staff hệ ma và siêu linh, chẳng hạn như là Yveltal hay có thể là cả Tyranitar mới có thể đứng vững được và đe dọa ngược lại con này. Bởi vì khá là may mắn, cái con Pokemon này nó không học được Focus Blast, cái chiếc chìa khóa cuối cùng dẫn đến sự bất bại của nó, mà hiện tại nó chỉ có thể học được một chiêu rất yếu của hệ tiên là Draining Kiss. Nhưng thành thực mà nói thì nó vẫn đủ để làm gọi hết mấy con hệ bóng tối mà không có sức đề kháng ra hồn. Song hệ siêu linh và ma còn có một Pokemon nữa là Lunala, linh vật của bản Pokemon Moon, hay còn được gọi là mãnh thú thỉnh gọi mặt trăng. Nó không có một mức tốc độ kinh hoàng cho nên cũng dễ hiểu là sẽ có nhiều counter hơn Calyrex. Nhưng bù lại thì Lunala có một thể lực tốt hơn và một đặc tính giúp cho nó sống sót, đó là Shadow Shield. Đặc tính này sẽ giảm một nửa sát thương từ các đợt tấn công khi mà Lunala đang đầy máu. Cơ chế hoạt động này giống hệt như là Multi-Scale của Dragonite nhưng mà xịn hơn một chút, đó là nó không thể bị bỏ qua bởi các hiệu ứng giống như là Mold Breaker. Nhờ có Shadow Shield, Lunala có thể bám sân rất tốt. Nó có thể trụ lại sau một đòn hệ ma hoặc bóng tối để có thể phản công, hoặc sẽ là điều kiện lý tưởng để cho nó sử dụng Kamai tăng cường sức công phá. Đó là cho đến khi một nhân tố tên là Ma Shadow xuất hiện và cướp đi toàn bộ công sức của nó. Về cái con Ma Shadow này thì tôi đã nói qua trong tổng quan Pokemon hệ giác đấu rồi, anh em có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó trong video dưới phần mô tả nhé. Necrozma Dawnwing cũng mang hệ ma và siêu linh, nhưng mà nó không có Shadow Shield mà là Prism Armor giống như tất cả các con Necrozma khác. Cái đặc tính này chỉ có thể giảm được 25% sát thương khắc hệ mà thôi, tức là sát thương hệ ma và bóng tối đánh vào nó sẽ giảm từ X4 xuống còn X3. Vẫn không xi nhê gì lắm và vẫn có thể một hit được Necrozma Dawnwing, thế cho nên con Dawnwing này không cần phải xét đến nữa. Một Pokemon huyền thoại khác mà tôi muốn đề cập đến là Giratina, Pokemon hệ rồng ma, một trong bộ ba sáng tạo của vùng Sinnoh và là chủ nhân của Distortion World. Giratina có hai hình dạng là dạng nguyên thủy và dạng sau khi đã bị Arceus cắt đi một phần sức mạnh. Đây là Pokemon thuộc vào dạng quái vật siêu trâu bò, với chiêu thức đe dọa đối thủ thường thấy của nó là Will-O-Wisp. Toxic cũng là một lựa chọn, nhưng con quỷ này lại có sở thích nhìn đối thủ vật vã vì bỏng hơn. Hiệu ứng bỏng cho phép nó đối phó với lũ chuyên vật lý, còn mấy đứa chuyên mảng đặc biệt thì sẽ phải khốn khổ với cả Mai. Defog giúp cho nó nói không với lũ giải đinh, còn những trường hợp nào thích setup trước mặt Giratina thì sẽ phải coi chừng cái Roar hay là Dragon Tail. Điểm nhấn cho sự lì đòn này là đặc tính Pressure, khiến cho đối phương nhanh chóng cạn kiệt sức lực. Khi mà mọi nỗ lực của đối thủ tung vào Giratina dường như sắp đánh bại được nó, thì đấy sẽ là lúc nó dùng chiêu Rest. Tuy nhiên thì Rest cũng không hẳn là một phương pháp phục hồi tối ưu, vì việc ngủ hai lượt sẽ khiến cho đối phương có khoảng trống để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, cho nên cũng có thể nói rằng đây là một hạn chế. Khi mang theo trang bị Research Orb thì Giratina sẽ trở về dạng nguyên thủy, kháng thêm được hệ đất nhờ đặc tính Levitate và mang trong mình tiềm năng càn quét. Với bộ chỉ số Miss khá tốt ở hai mảng này, cộng với các chiêu thức đa dạng, cho phép nó biến hóa với nhiều vị trí tấn công khác nhau. Về độ phủ sóng thì số Pokemon có thể kháng được combo rồng và ma này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Điểm yếu của cái dạng này là nó không thể cầm item nào khác và thực ra vẫn chưa đủ hiệu quả. Có những Pokemon hệ ma khác đánh đau hơn và đáng sợ hơn nhiều, ví dụ như là Ma Shadow, Mega Gengar và Calyrex. Hệ ma có một Pokemon cực kỳ hiếm. Nếu như anh em nghĩ tìm một Pokemon Shiny đã là khó khăn rồi, thì hãy thử tìm một con Shiny Sinistri hàng Oz xem. Uầy, hàng Oz là cái gì cơ? Thì Sinistri và dạng tiến hóa của nó là Poltergeist, là những con ma nhập vào ấm với tách uống trà. Và những bộ ấm chén này cũng có hàng Oz và hàng Fake, có thể nhận biết được bằng cái logo chính hãng ở dưới đáy. Nói không với hàng giả, hàng nhái cũng là một cách để khẳng định uy tín và đẳng cấp của quý tộc nước Anh. Tỷ lệ gặp được con Sinistri hàng thật ra đúng này là 1%, khiến cho việc tìm ra con Shiny cũng sẽ khó khăn hơn, nhưng còn khó hơn cả 100 lần. Bởi vì phương pháp tìm kiếm Shiny phổ biến của anh em thường là phôi giống, ấp thật nhiều trứng rồi chờ nở ra con Shiny. Nhưng đáng tiếc, nếu như anh em mang một con hàng Oz đi nhân bản thì mấy con nhân bản kia vẫn chỉ là hàng Fake. Tất cả những con Sinistri nở ra từ trứng vẫn sẽ chắc chắn không có tem chính hãng mà chỉ có thể tìm thấy ở ngoài hoang dã mà thôi. Tức là để có thể săn được một con Sinistri hàng Oz chưa cần là Shiny đã cực kỳ khó khăn rồi. Thế nên những anh em nào đang có ý định đi săn hàng hiếm này thì chúc anh em đủ kiên nhẫn nhé. Đã làm video về hệ ma để hưởng ứng tháng 10 thì không thể không kể đến những câu chuyện rùng rợn.
khiến cho chúng ta tự hỏi rằng đây thực sự là Pokemon dành cho trẻ em hay là không. Chúng ta có gia đình nhà Litwick, Lampent và Chandelure có ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của người nhìn vào chúng, thậm chí là linh hồn càng trẻ thì lửa cháy càng to. Loài Phantom là linh hồn của những đứa trẻ đi lạc trong rừng nhập vào những gốc cây. Bennett là những món đồ chơi bị vứt đi tìm về ám ảnh chủ cũ. Grifloon và Grifflim bắt cóc trẻ em rồi bay đi đâu không ai biết. Nhìn vào lỗ hổng sau lưng của Shedinja sẽ bị hút mất linh hồn. Đá phải Galarian Kosola khi đi bơi sẽ bị nó nguyền rủa. Yamask từng là con người và chiếc mặt nạ mà nó mang theo chính là khuôn mặt của nó khi còn sống. Kofagrigus có thể biến người thành xác ướp. Hay là Froslass gài bẫy những người leo núi, ăn linh hồn của họ rồi đem xác đi trang trí hang ổ. Jellison tập trung thành đàn để răng bẫy các tàu thuyền, hút năng lượng sống của hành khách và thủy thủ. Đây là nỗi sợ hãi của các ngư dân. Cái mồm rộng ngoác của Dusknoir nuốt trọn con mồi nhưng chỉ ăn linh hồn và bỏ phần xác ở lại. Về cơ bản thì hầu như các Pokemon ma nào cũng có thể hút năng lượng sống và linh hồn để làm thức ăn. Thậm chí cái mồm của Mega Gengar còn chính là cánh cổng dẫn thẳng sang thế giới bên kia. Còn cơ thể của Spiritomb được hình thành từ 108 linh hồn và toàn là những linh hồn tà ác. Thêm nữa có loài Mimikyu, trùm lên mình một tấm vải ngụy trang và không ai biết được hình dáng thật sự của nó. Nghe đồn rằng hình dáng ấy kinh dị đến mức bất cứ ai có diễm phúc ngự lãm cũng sẽ phát điên, có khi là chết ngay tức khắc. Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần kinh dị, người ta nói rằng Hornet được sinh ra bởi chính linh hồn của nạn nhân bị giết bởi thanh kiếm mà cũng chính là cơ thể của nó. Eww. Cái hệ ma này có một hệ thống chiêu thức trông thì nhiều, nhưng nhìn lại thì toàn là mấy chiêu độc quyền siêu mạnh của mấy bố huyền thoại. Còn cái đám tiểu yêu thì chỉ giới hạn được có vài chiêu để sử dụng, như là Shadow Ball sức mạnh 80 hay là Hex sức mạnh 65. Nhưng chiêu Hex sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh khi mà mục tiêu đang trong trạng thái bất lợi. Hai chiêu này có thể thay thế lẫn nhau, tùy CP con sử dụng đó có kèm theo bỏng hay là ngủ không và cũng tùy theo chiến thuật của người sử dụng. Nhưng hay thấy nhất vẫn là Shadow Ball, không chỉ là Pokemon ma sử dụng mà còn cả những Pokemon siêu linh cũng hay dùng để đối phó với bọn ma nữa. Đấy là ở mảng đặc biệt, còn phía bên vật lý là điểm hạn chế của hệ này. Chiêu Gen 8 thì chiêu vật lý mạnh nhất mà các Pokemon ma có thể dùng là Shadow Claw, sức mạnh là 70, hoặc là chiêu ưu tiên Shadow Sneak, sức mạnh 40. Chỉ có con Alolan Marowak và Decidueye là được ưu ái cho những chiêu độc quyền khi lên được đến sức mạnh 80 và 85. Bản mở rộng Eyes of Armor của Pokemon Sword and Shield mang đến cho hệ ma một chiêu thức vật lý mới, đó là Poltergeist. Với uy lực lên đến 110, có thể giúp chúng một hit hay cùng lắm là hai hit các đối thủ không kháng. Điều kiện đặc biệt của chiêu này là nó chỉ có thể gây sát thương nếu như đối thủ có mang trang bị. Một điều kiện khá là dễ trong PvP bởi vì đây là điều gần như mà ai cũng phải có. Đôi khi gặp những cái trường hợp mà trang bị đã bị ăn mất hoặc là bị rơi mất rồi thì chiêu này sẽ không có tác dụng gì cả. Một chút tiện ích mà chiêu này mang lại đó là nó sẽ giúp cho người sử dụng biết được trang bị của mục tiêu là gì. Rất là hữu hiệu trong việc đoán chiến thuật của chúng. Cơ mà chiêu này khổ một cái PP chỉ có 5 thôi cho nên là không thể spam được. Về những chiêu thức hiệu ứng thì hệ ma cũng không phong phú lắm. Có thể kể đến như là chiêu Confuse Ray gây hỗn loạn với 100% độ chính xác, đã khiến cho rất nhiều anh em thêm phần ức chế với mấy con Golbat giữa đường khi mà đang cố gắng thoát khỏi cái hang nào đấy. Hay đôi khi là đang cày level thì bị dính cái Destiny Bond, thế là bị kéo theo chết cùng với chúng nó. Cơ mà cái chiêu mà tôi thấy thú vị nhất là chiêu Curse. Chiêu này bây giờ nó là hệ ma, chứ trước kia nó là chiêu thức không hệ. Tác dụng của chiêu này sẽ là khác biệt tùy vào Pokemon thi triển có phải hệ ma hay không. Nếu là hệ ma thì chiêu này sẽ hy sinh một nửa tổng sinh lực của Pokemon sử dụng để yểm một lời nguyền lên đối thủ. Đối thủ sau đó sẽ bị mất 1/4 tổng sinh lực mỗi lượt. Nghe có vẻ hơi thọt bởi vì cùng lắm chiêu này chỉ có thể 1 đổi 1 mà đối thủ thì chỉ cần rút về là xong. Thế cho nên chiêu Curse hay được sử dụng bởi các Pokemon không phải hệ ma. Khi đó thì nó sẽ có tác dụng là giảm một bậc tốc độ của Pokemon thi triển để tăng thêm một bậc cho chỉ số tấn công và phòng thủ. Tại sao lại như vậy? Tác dụng này có liên quan gì đến nguyền rủa đâu nhỉ? Thì đây là một màn chơi chữ rất là hay trong tiếng Nhật. Chiêu này tên trong tiếng Nhật được gọi là Noroi, vừa có nghĩa là nguyền rủa, vừa có nghĩa là chậm. Ở đây thì đúng là chậm mà chắc rồi. Còn về bậc chỉ số, anh em nào không rõ về khái niệm này thì có thể tham khảo trong đường link tôi để trong phần mô tả nhé. Hầu hết các chiêu thức của hệ ma sẽ biến thành Never Ending Nightmare khi kết hợp với Ghostium Z.
Còn khi Dynamax, chúng sẽ trở thành Max Phantasm, có tác dụng giảm một bậc thủ vật lý của đội bạn nếu như đánh chúng. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ ma, đó là G-Max Terror của Gigantamax Gengar. Tác dụng sẽ là gây sát thương và khóa đường rút lui của đội bạn nếu đánh chúng. Ok, và đó là những gì tôi có thể tổng hợp khái quát về hệ ma. Video đã đến hồi kết rồi, cảm ơn anh em đã tích cực theo dõi và ủng hộ. Hãy cùng với tôi vui vẻ tiếp tục con đường này và cùng ủng hộ cho những video tiếp theo và cả những buổi livestream đầy mùi hành nữa. Chúc anh em một Halloween vui vẻ. Còn bây giờ thì... Peace.